xin chào quý vị và các bạn, rất vui vì đã được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu mỗi ngày một nhà đẹp của công ty cổ phần xây dựng thiết kế nội thất Tân Á. Hôm nay đây tôi đã có mặt tại ở Nghi Phú, thành phố Vinh để giới thiệu cho các bạn một mẫu nội thất cho chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói của ngôi nhà này. Đây là mẫu nhà 3 tầng hiện đại. Đây, mời các bạn cùng đi theo tôi. Thì để tiết kiệm về giải pháp về kinh tế thì chúng tôi sử dụng vừa là gỗ thịt vừa là gỗ công nghiệp. Cái ở giá khác đấy thì chúng tôi sử dụng đấy là toàn bộ là gỗ thịt và gỗ bò đỏ. Các cái lá này và bậc cửa thang này cũng là gỗ bò đỏ. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Đây là phòng gian bếp. Phòng gian bếp thì chúng tôi đây sử dụng là một công nghiệp tổng hợp đóng góp ăn cơm. Đó là tủ điều của phòng nhà, tặng của ông ấy. Chuẩn bị phát tiền. Đây chúng tôi sử dụng đấy. Đây là inox 304 bên khối bảo hành dì xẹt chính viện. Đấy là tủ bếp. Là tủ bếp nhà của anh chị hai chúng tôi sử dụng 100% là nhựa. Không tủ là bằng nhựa. Giờ đang bên ngoài là chúng tôi sử dụng vật liệu là acrylic cao cấp dạng phủ bóng qua hàng nhựa nhiều trước. Đây là cảnh tủ trên. Đây là cảnh tủ dưới đấy, không thể luôn cũng là nhựa và phủ bóng acrylic cao cấp. Đến với chúng tôi cam kết là giá cả và chất lượng là số 1. Ngay cả bản lề chúng tôi sử dụng một tiệm cũng là bản lề bảo hành lịch sử kinh nghiệm. Cho các bạn xem qua mẫu tủ bếp chúng tôi đang dần hoàn thiện. Đây là tủ công tháng. Một số đồ vật kín trong này. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau của chúng tôi để giới thiệu những sản phẩm nội thất mới và hiện đại chất lượng nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.
Just escape for a moment.